đi quẩy Blackpink, cô gái vừa khóc vừa hò hét theo idol khiến dân mạng tranh cãi gay gắt. Vừa qua, show âm nhạc quốc tế đình đám của Blackpink đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Bên cạnh những câu chuyện kịch tính về lịch diễn và phe vé, thì mới đây một đoạn clip ngay trong đêm diễn đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, một cô gái và một chàng trai vừa hòa mình cùng không khí đầy sôi động của đêm nhạc, quẩy hết mình với âm nhạc, vừa gào khóc gọi tên thần tượng trong nước mắt, vừa không quên hát theo những giai điệu quen thuộc mà nhóm nhạc này trình bày. Trong buổi biểu diễn, các thành viên Blackpink đã quẩy hết mình trong hai đêm diễn, liên tục gửi đến các fan những lời tình cảm như Việt Nam, I love you, các bạn có mệt không, các bạn có vui không, mình yêu các bạn. Đặc biệt, một thành viên của Blackpink còn thể hiện cảm xúc tiếc nuối. Khi chỉ còn hai bài cuối là phải tạm biệt fan Việt Nam, khiến cho các khán giả bên dưới cũng nghẹn ngào theo lời chia tay. Trước những hình ảnh ngập tràn cảm xúc của hai bạn trẻ, nhiều người đã phải lắc đầu bất lực trước sự cuồng say thần tượng của những bạn trẻ thời đại mới. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng đây là cảm xúc cá nhân của mỗi người trước tình yêu mà họ dành cho thần tượng. Một số bình luận được mọi người để lại: ủa, người ta thể hiện cảm xúc thì có gì sai đâu, lần đầu được gặp thần tượng lại còn đúng ngay trên đất nước Việt Nam, tôi ở nhà xem qua màn hình còn xúc động, nói gì tới những bạn đi xem trực tiếp. Tại sao trên đời lại có những con người cổ hủ như vậy? Tuổi trẻ là đam mê, là nhiệt huyết, là làm những thứ mình thích mới gọi là tuổi trẻ thời đại mới, tuổi trẻ 2023. Bố mẹ ở nhà mà cũng được sùng bái như vậy có phải hay không? Chỉ sợ về bố mẹ nói một câu đã cãi lại 10 câu. Lúc hát quốc ca thì lý nhí trong miệng sợ người ta nghe mình hát, còn song ca cùng thần tượng thì gào lên tới khản cả tiếng. Thay vì trách người trẻ thì hãy tự hỏi vì sao truyền hình và âm nhạc nước nhà chưa có một bước đột phá như người ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.